Ở phần trước, các em đã kể về hoạt động của nhà gấu. Chúng ta sẽ vận dụng hiểu biết của mình để thực hiện bài tập tiếp theo. Nội dung của bài tập 2 là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Bài tập 2 đó là viết 3 đến 5 câu kể lại hoạt động của một con vật mà em quan sát được. Cô có một số gợi ý sau. Gợi ý thứ nhất, em muốn kể về con vật nào? Gợi ý thứ hai, em đã được quan sát kỹ con vật đó ở đâu, khi nào? Gợi ý thứ ba, kể lại những hoạt động của con vật đó. Và gợi ý thứ tư đó là nêu nhận xét của em về con vật đó. Ngoài loài gấu ra, các em đã từng quan sát những con vật nào? Hãy lựa chọn một con vật mà em muốn kể. Các em có thể kể bất kỳ con vật mà các em đã quan sát được trong cuộc sống hay là được xem trên TV. Con vật mà em muốn kể là con gì? Chó, mèo, heo, gà, vịt hay trâu, bò? Em đã được quan sát kỹ con vật đó ở đâu? Khi nào? Cô có ví dụ như em đã quan sát con vật đó khi ở nhà em, khi đi thăm sở thú, khi thấy ở trên trường học hay ở trên TV. Em hãy kể lại hoạt động của con vật đó. Cô ví dụ con vật khi đang làm việc, khi kiếm ăn, nghỉ ngơi hoặc vui chơi. Cô ví dụ một số hoạt động của con vật khi đang làm việc như là con trâu bước từng bước nặng nề, gồng mình lên để kéo lưỡi cày. Hoặc là con vật đang vui chơi như là con chó đang chạy nhảy nô đùa khắp sân, miệng thở hồng hộc. Hoặc là con vật khi đang kiếm ăn như là con gà trống đang dùng chân bới đất để bắt giun. Hoặc là con vật khi nghỉ ngơi như là con lợn ăn no xong nằm ngửa bụng lên, nghe rõ tiếng ngáy khì khì. Nhận xét của em về con vật đó ra sao? Cô ví dụ con vật đó rất hiền lành, chăm chỉ, siêng năng hay đáng yêu, dễ thương. Để đoạn văn của các em hay hơn thì các em có thể viết thêm tình cảm của mình về con vật đó. Dựa vào các câu trả lời của mình, em hãy xâu chuỗi để viết đoạn văn vào vở của mình. Mỗi câu trong đoạn văn tương ứng với câu trả lời cho câu hỏi, gợi ý mà các em đã trả lời. Các em hãy sắp xếp trật tự các câu trong đoạn văn cũng nên theo thứ tự của các câu hỏi. Cô cũng nhận được bài viết của một bạn nhỏ gửi cho cô. Các em cùng xem nhé. Bạn nhỏ kể về con mèo. Bạn viết như sau. Em muốn kể về con mèo. Chú mèo này do nhà em nuôi. Em đã cùng chơi với nó mỗi ngày. Chú mèo có dáng đi rất điệu và uyển chuyển. Chú mèo khi đói thường kêu meo meo và cọ người vào mẹ em để xin ăn. Chú mèo rất dễ thương và hiền lành. Em rất yêu chú mèo và xem chú như một người bạn của em. Dựa vào các gợi ý của cô, các em hãy thực hiện viết đoạn văn kể về hoạt động của một con vật vào vở nhé. Qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết kể về hoạt động của nhà gấu vào mùa xuân, đó là đi bẻ măng và uống mật ong, vào mùa thu đi nhặt hạt dẻ, vào mùa đông nhà gấu không đi kiếm ăn mà chỉ múc bàn chân mỡ cũng đủ no. Bên cạnh đó, các em đã viết được đoạn văn kể về hoạt động của con vật mà các em đã được quan sát. Để viết được đoạn văn, các em cần lưu ý giới thiệu con vật mà em muốn kể, đó là con gì, nó ở đâu, em quan sát nó khi nào, hoạt động của nó ra sao và nhận xét của em về con vật đó như thế nào. Các em biết không, xung quanh chúng ta có rất nhiều loài vật sinh sống, vì vậy chúng ta cần yêu thương và bảo vệ chúng. Tuy nhiên, có những loài vật rất nguy hiểm, các em cần tránh, không trêu đùa chúng nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Sau khi xem bài, các em hãy tập vẽ lại sơ đồ tư duy này để các em nhớ bài lâu hơn nhé. Cô chúc các em luôn học nhanh, nhớ lâu. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau.